Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Hải để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai đây quý vị ơi, để đẹp không nè. Em chào anh. Dạ, chào anh Tấn kênh Quý Dừa. Dạ, chào cô chú trên ba miền Tổ quốc nha. Hôm nay em tiếp tục lại lên được lô mai giả Thủ Đức nha cô chú anh chị. Hình thức em bao sóng qua ship toàn quốc. Rồi em vô cây số 1 của chú anh chị ơi. Đó, mã số 1 đây quý vị. Đây, chiều cao em nó. Chiều cao là 52. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành thân 22. Rồi, 22 hoành. Cho mã số 1. Em vô luôn 500. Để đây. Đây, để nơm đây. Rồi, mã số 1 vô luôn 500. Rồi, xuống cây luôn, 500. Rồi, tiếp tục lên mã số tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 chiều cao là 56. Rồi. Hoành thân 21 hoành. Rồi, xoay xoay luôn. Cho mã số 2. Đây, một bộ đế nơm đẹp. Đây em nói đây. Số là 28. Rồi. Số nơm á. Rồi, mã số 2 này em giao lưu 700. Rồi. Bao ship. Rồi. Xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 3. Số 3 đây. Số 3 đây. Số 3 này có cái cục gì ở dưới đế đây. Quái quái à. Cục đó đó. Chiều cao là 68. Rồi. Hoành thân 23 hoành. Rồi, 23 hoành nè. Cho mã số 3. Quý vị ngắm nghe kỹ thân cành co lắc nó ha. Đó. Đây nè, nó có cái cục gì đó là ăn ở đây. Đó, đây nữa nè. Nó nổi một luôn quá trời. Cho mã số 3, vô lô 700. Đâu rồi đó. Rồi, xuống rồi tiếp theo là mã số 4. Rồi, số 4 luôn. Mã số 4 chiều cao là 61. Hoành thân là 25 hoành. Rồi, 25 hoành. Mã số 4. 25 hoành. Để đây à. Đó, để đây, cộng lực luôn. Lô sổ nó là 27 á. Đây quá. Mã số 4. Rồi mã số 4 giao luôn 1.2 triệu. Đó. Bao ship. Cây luôn. 1.2 triệu ship tới nhà. Tiếp theo mà mã số 5 này hơi bay nha cô chú anh chị. Rồi chiều bay nó ra coi nhiêu. 61. Mã số 5. Chiều bay 61. Hoành thân 25 hoành. Rồi, xe xe luôn. Đó. Chán đổ nè. Mã số 5. Rồi em cho luôn 1.1 triệu. Rồi, 1.1 triệu. Bao ship. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 6. 6 đây. Số 6 chiều cao em nói là 64. Rồi. Hoành thân 28 hoành. Rồi, 28 hoành. Cho mã số 6. Đây, tay cành đây. Để luôn ha. Để nơm. Đến nơm đẹp ha. Đẹp hết. Mã số 6 rồi em giao luôn 1.2 triệu. Rồi, 1.2 triệu quý vị. Tiếp theo là mã số 7. Rồi, qua mã số 7 luôn. Đây, hồi em quái nè. Chiều bay kia, chiều của nó là 69. Có 49. Này cắt đổ được nè. Cắt đổ 49. 22 hoành. Đó, mã số 7. Đó, anh em nào thích dán đổ thì chơi dán đổ nha mấy anh em. Rồi, mã số 7 em giao lô 750k. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 8. Số 8 đây. Chiều cao là 67. Hoành thân 21 hoành. Rồi, hoành 21. Cho mã số 8. Rồi, để luôn. Đây, để đây. Cái này mạnh lắm rồi nha cô chú anh chị. Nè, nó bung mấy cái ngòi viết hết trơn rồi nha. Sạch hết rồi. Cái này là kéo mặt nhựa là cô chú về ghép được ha. Chơi để nguyên thủy chơi luôn cũng được nha cô chú anh chị. Trồng xuống liền được ha. Trồng xuống liền là ok. Rồi, mã số 8 này em cho lô 400. Rồi, xuống cây luôn, 400. Tiếp theo là mã số 9. 9 đây. Mã số 9 chiều cao là 75. Hoành là 24 hoành. Rồi. Đây. Mấy rễ này cô chú không chịu, cô chú cắt bỏ đại nha. Là nó còn rễ trong nè.
là nó đẹp cây lắm. Đó. Cắt hai cọng này luôn. Hai cắt một cọng này cũng được, để con này. Quý vị tự xử đi ha. Tự xử đi. Theo ý của mình ha. Cho mã số 9, rồi em vô luôn 800. 800. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 10. 10 đây. Con em này quái quái nè. Chiều cao là 83. Quần thân là 26 anh. Rồi. Em này đây. Nhú hết trơn ha. À, không thích thì anh em cứ quất cái đầu đinh luôn cũng được. Cắt cho nó bay ra luôn hả? Ừ, cho nó bay ra luôn. Rồi, để đây quý vị ơi. Rồi, mã số 10. Đó, để đây, sổ nè. Số 29 luôn. Rồi, xe xe luôn. Không gì không thích cái ngóc thì đó. Cắt bay luôn. Bay luôn. Tả đầu đinh luôn. Luôn số nha. 10 em giao lưu 800 luôn. 800. Tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 chiều cao là 50. Quần thân là 18 quần. Rồi. Đó. Mã số 11, 18 quần. Rồi, giao lưu như anh. Em giao lưu 350. 350. Bao ship toàn rồi. Quốc. Tiếp theo là mã số 12. À, chiều cao là 52. Quần thân là 19 quần. Đây. Để đây. Co nhẹ lên tại cành có ha. À, mã số 12. Để đây. Rồi em vô lưu 300.000. 300. Bao ship toàn quốc. Cái này là để hết giá rồi anh em ơi. Tiền ship hết 100.000 rồi. Tiền cây rồi tiền công nó lỗ luôn rồi. Lỗ luôn. Rồi. Tiếp theo là mã số 14. Chiều cao là 61. Quần thân 20 quần. Rồi. Cho mã số 14. Để nôm. Đẹp đó, để nôm nè. Cái này đế đẹp, cộng lực không à. Rồi, xe xe của diện không nghe kỹ đế hàng đế. Đó. Cộng lực đều bầu luôn. Đều bầu luôn nè. Nó đi sáng rễ đẹp lắm á. Thấy không? Bên cây 15 luôn. Bên cây này. Rồi, mã số 14 này mình giao lưu nhiêu? 550 luôn mấy anh em ơi. Rồi, 550 ha. Quá mềm rồi. Rồi. Tiếp theo luôn. Là mã số 15. Rồi, 15 đây. 15 chiều cao là 52. Quần thân là 24 quần. Rồi, 24 quần. Cho mã số 15. Đây, rồi. Cũng đế nôm không à. Để đây. Nôm cứng luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Cái này em giao lưu 700. Rồi, 700 ha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 16. Rồi, 16. Chiều cao là 79. Quần thân 29 quần. Rồi. Mã số 16, quần thân 29. Rồi, để luôn. Đây đây. Rồi, em giao lưu 1 triệu của chú chị ơi. Công này về cái gì xử nó ha. Công này về cắt bỏ luôn đi. Cắt xác luôn, bỏ luôn. Xác bỏ đây. Ừ. Rồi 1 triệu. 1 triệu cái gì. Tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 chiều cao là 64. Chiều cao 64. Quần thân 25 quần. Rồi, xe xe luôn. Cho mã số 17. Rồi, để ha. Để, kính để luôn. Kính để luôn. Nó cũng cũ đặt luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Em giao lưu 800. Đang thương ha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 18. Thích đổ chưa đổ luôn. Thích đổ chưa đổ nó ok nè. Chiều cao của nó là 54. Chiều đổ ra kênh. Chiều đổ 3 cái ra nó là 69. Ở 49. Quần thân 20. Phải 20 không? Chắc 20. Phải không? 21. 20 tính 20 luôn. Quần thân 20. Cho mã số 18. Rồi, giá luôn nhiêu anh? Giá 500. 500. Cho cái đậu luôn. Quá mềm. Rồi, cái mới luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 19. Chiều cao là 75. Quần thân 28 quần. Rồi, quần 28. Đó. Mấy cái này cô chú anh chị yên tâm đi, nó bung ngồi hết ráo rồi. Nè, sạch sạch, tự tự ra hết rồi. Nè, thấy rồi nè. Thấy không? Đó, về bắt đầu cô chú anh chị bắt đầu cắt xác vô đây cũng được, ha, ra ngoài đây cô chú anh chị ghép là ghép ok rồi.
nó lên nhựa hết rồi. Rồi đấy, rồi, mã số 19 đây. Đấy, nguyên cũ nữa. Chạng luôn. Mã số 19 em giao luôn 1,2 triệu. Đó, 1,2 triệu. Đó, ok ha. Rồi, để kính. Rồi, tiếp theo là mã số 20. 20 đây. 20 chiều cao là 63. Hoành thân là 25 hoành. Rồi, 25 hoành. 25 hoành cho mã số 20. Đây, nguyên cái cũ đó nè, để đo cái cũ thử coi. Cũ tròn do cái nó nè. Cũ nạt. Đó. 44. Cái cũ tròn do của nó đó. Rồi, xây cũ đế luôn quý vị. Đó. Mã số 20. Em giao lưu 1,1 triệu. Rồi, 1,1 triệu. Rồi, ok luôn. Tiếp theo là mã số 21. 21 luôn. 21 chiều cao là 86. Hoành thân 26 hoành. Rồi, 26 hoành. Đó, nguyên cái củ đế đẹp nè cô chú anh chị. Đó, ông nôm xuống như con bạch tuộc luôn nè. Mã số 21. Củ đế nôm đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Đó, để đo cái củ cô đặt nó nè. Bốn mốt nè. Rồi, cái này em giao lưu chính sĩ của chú anh chị ơi. Rồi, 900. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Tiếp luôn. Theo là mã số 22. 22 chiều cao là 66. Hoành thân 28 hoành. Cho mã số 22. Rồi, để luôn nè quý vị. Mã số 22 giao lưu 600 cô chú anh chị ơi. Rồi, 600. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 23. Chiều cao là 63. Hoành thân 24 hoành. Rồi. Mã số 23 24 hoành. Để em nói luôn nè quý vị. Đó. Rồi, giao lưu 600 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn, 600 ngàn. Tiếp theo là mã số 24. 24 chiều cao 70. Hoành thân 23 hoành. Đó, đây có mấy con sầu trứng lọc. Đó. Nó nổi lên về đẹp lắm cô chú. Vậy. Mã số 24. Đây, tại cạnh nó ra tược hết rồi ha. Ra đều hết rồi. Rồi em giao lưu 800 cô chú anh chị ơi. Mã số 24. Rồi, 800. Tiếp theo là mã số 25. Chiều cao là 58. Hoành thân là 25 hoành. Rồi. 23 hoành, 23 hoành. Rồi, 23 hoành. 23 hoành. Cho mã số 25. Em giao lưu 400. Rồi, 400 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 26. 26. Chiều cao là 78. Hoành thân 20 hoành. Rồi, hoành 20. 20 hoành cho mã số 26. Rồi em giao luôn 500. Để luôn, để đó. Dài luôn. Đây, đấy nè. Rồi, 500 cái gì? 500 mã 26. Tiếp rồi. Theo là mã 27. Đây. 27 chiều cao 66. Được ra mạnh cày lắm cô chú anh chị ơi. Hoành thân 23 hoành. Rồi. Cho mã số 27. Rồi, để đâu rồi? Đó, để đây. Rồi em giao lưu 550 cô chú anh chị ơi. Rồi, 550. Mã số 27. Tiếp theo là mã số 28. Em hơi lắc tí nè. Trực lắc. Chiều cao 1 mét. Hoành thân 28 hoành. Chiều cao 1 mét. 28. 28 hoành chiều cao 1 mét. Tay cành nè. Phúng ha. Đó. Mọc ù. Thì rất là mạnh đó quý vị. Đây hồ đế nó quay không à. Này giờ đặt xuống trồng hết. Xuống là trồng là ok liền.
Rồi em giao lưu 650k của chú anh chị ơi. Rồi 650.000. Quá trời, cái quành nó bự mà bán giá mềm. Rồi quần thì mới luôn. Tiếp theo là mã số 29. 29 chiều cao là 68. Quành thân là 27 quành. Rồi, xe xe luôn. 27 quành cho mã số 29. Rồi, để em nó quý vị. Đây. Rồi, em giao luôn 1.1 triệu của chú anh chị ơi. Rồi, mã số 29 em giao luôn 1.1 triệu. Rồi, tiếp theo là mã số 30. 30 đây. Đó, một em hơi quái quái nữa nè. Chiều cao của em đó là 59. Quành thân 27 quành. Mã số 30, 27 quành. Đó, coi lát nè. Đấy nôm luôn. Mã số 30. Có cái tay này quá ăn thì ra. Mã số 30. Em giao luôn 1.2 triệu của chú anh chị ơi. Rồi, 1.2 triệu. Bao xếp toàn quốc. Xuống cây luôn. Cho mã số 31 tới. 31 đây. Chiều cao 54. Quần thân nó là 19 quần à. Rồi, 19 quần. 19 quần cho mã số 31. Đây, để đây. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Em giao lưu 550. Rồi, 5. Bao xếp toàn quốc. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 32. Đó, một em này đổ cũng được nè cô chú anh chị. Đó. À, tại đây nơi mà cô chú anh chị trồng sao cũng được á, là cũng không có bị mất cái loại cái mặt đế lên. Chiều cao là 50. 22 hoành. 22 hoành cho mã số 32. Đó, thấy không? Rồi, giao lưu nhiêu anh? Giao lưu nâu 550. 550. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 34. Rồi, 34. Đây, em này cũng quá quá nè. Tới bàn. Chiều cao 55. Quành thân lộn bên. Quành thân 26 quành. Rồi. Đó. Mã số 34. Để đây. Để bàn kính cái bầu luôn. Đó. Rồi em giao lưu 550 của chú anh chị ơi. Rồi, cây về 550 quý vị nào. Giá yêu thương luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 35. Rồi, 35 đây. 35, chiều cao 60. Quành thân 26 quành. Rồi, 26 quành. 26 quành, mã 35. Để em nó đây. Đó. Cung tựa khá ráo rồi, dài kéo đọt luôn rồi. Quá mạnh. Giá luôn nhiêu anh? 600. Xuống cây luôn, 600 ngàn. Cho mã số 35. Tiếp theo là mã số 37. Rồi. Ủa 36. 36. Chân gian ha. Chiều cao 73. Cành phóng cái gì? Quành thân 28 quành. Em này cái bốn tay cành với cái đỉnh ok đó quý vị. Nè, phóng có nè, hậu nè, có cắt nè. Cắt cái tay cành này vô tí xíu, thâu thâu vô. Thâu vô nữa anh kéo hồi về ha. À. Cái này ok lắm, đẹp. Có phóng có hồi hai bên, có tay cành hai bên nữa ha. 36. Đỉnh ok liền. Đó. Đế thì ok nè. Vốn chi tứ diện luôn nha. Đế gì thân cành gì cây này trưởng cây nè. Giao luôn nha anh. Mã 36 em giao luôn 1.4 triệu. 1.4 triệu quý vị. Cây trưởng cây ha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 37. 37. À, cỏ mọc âm tâm rồi. Mới có mấy ngày cỏ mọc dữ. Chiều cao 80. Rồi. Quành thân 28 quành. Ba cỏ này mạnh ghê. Tưới nước vô cái nó xịt lên. Trong vòng ngày nó cũng phúng ra. Ừ. Cỏ. Để quý vị ơi, để kính luôn. Rồi, ha. Mã số 37. Đây, để kính là bầu luôn nè. Cái giọng cũng đẹp nè, tay cạnh nó cũng muốn nhạo nhạo hết ha. Có cái cạnh đó. Có nhánh phóng luôn nè. Phóng. Đây, tay cạnh nè. Mã số 37.
Rồi vô luôn nha anh. Vô luôn 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 38. Rồi 38. Chiều cao là 72. Quần thân là 24 quần. Rồi 24 quần. Đó 24 quần. 38 24 quần. 38 24 quần. Rồi để đây. Cái này quý vị cái này cũng được ha. Đây này ụp xuống. Cây đậu xuống. Đậu cũng được. Nhánh phóng đã làm đậu luôn. Đó. Ok. Rồi, giá luôn nhiêu anh? Dạ 900. Rồi xuống cây luôn. 338. Con số quý vị thích. Rồi, 39 là cối lép của em nha cô chú anh chị. Chiều cao là 55 cho mã số 39. Quần thân 23 quần. Để luôn quý vị. Đây. Để nôm còn bự luôn. Để nôm còn bự luôn. Đó, thấy không? Này nguyên khối kính luôn ha. Rồi, vậy luôn nha anh. Rồi 650k cô chú anh chị ơi. Hết ha. Rồi hết cây. Rồi cuối clip cũng chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe ha. Rồi coi cái clip của em được cây nào hợp nhãn thì cô chú ủng hộ em nha cô chú. Dạ cảm ơn cô chú. Rồi xin chào. Rồi, chào. Mình clip sau.